Ở đây chúng ta đi qua về cái bộ vị thì tôi sẽ đi từ trên xuống dưới một chút cho mọi người nhớ lại. Thì đây là tất cả những cái cần nhớ như một cái tông chỉ khi mà quan sát các điểm quan trọng ở trên cái vùng trán của một người. Thì chúng ta sẽ có cái chiều cao của trán được minh họa đây từ A đến B đây, và chiều rộng của trán là từ hai điểm này, bề rộng của trán. Và hôm nay cập nhật thêm cho các bạn về cái mức độ phẳng của trán. Trán phẳng á, có những cái trán nó gọi là trán rô đúng không? Có trán phẳng. À, tí nữa chúng ta đi sâu hơn. Cái độ cao của trán thì mọi người nhớ rằng là về tư duy trừu tượng và tính sáng tạo. Được chưa? Tư duy trừu tượng và tính sáng tạo. À, độ bề rộng của trán thì nó sẽ đi vào tư duy logic và ghi nhớ sự kiện, óc ghi nhớ và tư duy logic. À, về độ phẳng của trán nó phản ánh cái mức độ cân bằng giữa cái tôi tức là những ý kiến riêng của tôi, những cái nhận thức riêng của tôi và cái gì ạ? Và cái ý kiến, cái đánh giá của xã hội. À, có thể next luôn. Cụ thể hơn, với cái việc trán, cái độ phẳng của trán, chúng ta nhìn ở một cái tiết diện bề ngang như thế này, nhìn ngang khuôn mặt như thế này, thì chúng ta mới quan sát được cái độ phẳng của trán. Được chưa? Cái độ phẳng của trán. Thì thường chúng ta sẽ thấy là nó có cái dạng trán phổ biến, tương đối phổ biến là trán phẳng, nó sẽ được kết cấu như thế này. À, đây là trán phẳng. Được chưa? Có cái dạng trán gọi là trán rô, nó có một cái cầu vồng nhỏ ở đây. Đây dạng là trán rô. Được chưa? Trán rô. Đó. Và dạng thứ hai là trán thướt về đằng sau. Đó. Chán thướt về đằng sau gọi là chán bờ. Thì ở đây cái chán rô á, nó là coi trọng tư tưởng ý kiến bản thân hơn người khác, thích tự mình trải qua học hỏi hơn là nghe lời khuyên. Được chưa? À, đây là một cái tổng kết về chán rô. Ngày xưa các cụ bảo đẻ con chán rô này nó bướng lắm, đúng không ạ? À, thì thực chất cái bướng là gì ạ? Bướng là coi trọng cái tư tưởng, cái ý kiến cá nhân. Nó muốn nó hiểu cái gì thì tốt hơn hết là cứ kệ nó học hỏi tự nó trải qua. À, cái lời khuyên thường với chán rô nó phải qua một cái bộ lọc của chính họ đã. À, họ sẽ nghe theo cái cách của họ, đó là chán rô. À, thứ hai là chán phẳng. Cái người chán phẳng thì có cái sự cân bằng hơn, hài hòa hơn giữa ý kiến cá nhân của người khác. Đó là cái đặc trưng của chán phẳng. Được chưa? Đó. Và cái người chán bợt thường là dễ đề cao cái ý kiến người khác. Được chưa? À, dễ trở thành cái dạng chán này được gọi là chán tự ti. À, được chưa? Nhưng khi nó đi với một cái mũi cao thì nó tạo thành một cái sự xung đột giữa cái tôi. Được chưa? Và cái cách thể hiện cái tôi ra. Nên thường hồi nhỏ họ tự ti. Nhưng nó có một cái giai đoạn tự nhiên cái tự ti nó chuyển hóa thành tự tin. Một cái tự tin được gồng lên. Cái tự tin như kiểu là cố thể hiện ra, được chưa? Thì cái dạng tự tin này không không thuần túy, nó chỉ là phong cách tự tin nhé, nhưng đôi khi nó là một loại tự tin gồng ra ở trong cái vùng trán bợt này cũng thường thấy xuất hiện, được chưa? À, cái chính kiến, cái ý kiến người khác. À, ưu điểm của dạng trán này là mức độ tiếp thu và học hỏi rất là mạnh của người khác, nhưng cái nhược điểm là đôi khi là gì ạ? Là dễ bị, nó gọi, bọn tôi hay dùng cái từ là đa thư loạn mục, dễ đọc nhiều. Ví dụ dân nghiên cứu huyền học ấy, mà có cái trán bợt này, dễ đọc nhiều sách quá, sách nào cũng thấy nó hay. Được chưa? Gọi là đa thư loạn mục, tức là gì ạ? Nó loạn hết chương mục rồi. Được chưa? Đó. Hoặc là dễ trở thành người lắng nghe nhưng mà cuối cùng nó loạn cái tư duy của mình ra. Đấy là cái vùng chán bợt. À, tuy vậy cái chán bợt này nó chưa chắc đã là một cái chán xấu. Sau này chúng ta sẽ phải phối hợp nhiều hơn với các bộ vị khác. Nếu có các bộ vị khác nó cân bằng lại thì lại là người giỏi tiếp thu và học hỏi từ người khác. Được chưa? Đó. Về mắt ở đây thì chúng ta đánh giá hai cái tiêu chí hình mắt có độ to nhỏ, và thứ hai là cái độ lồi và độ sâu cơ học của cái mắt, độ sâu vật lý của cái mắt. Được chưa? À, thường là một số người đeo kính thì mắt nó hơi lồi ra ha. À, thì cái đấy là bệnh tướng chúng ta không xét tới nhé. Được chưa? Là bệnh tướng chúng ta không xét tới. Thì ở đây chúng ta đã học rồi, chúng ta biết là độ to nhỏ của mắt nó phản ánh cái nhìn về tổng quát hay là chi tiết. Chúng ta hình dung cái mắt nó như là một cái camera, đúng không ạ? Mắt nó phản ánh cái nhân sinh quan, chúng ta học từ buổi trước rồi đúng không? Đó. Mắt để làm gì ạ? Để nhìn. À, cái nhìn đó nó gọi là, chúng ta học một cái khẩu quyết là công dụng nào ý nghĩa đấy, đúng không? Vẫn nhớ đúng không ạ? Đó, thì công dụng của mắt là nhìn, thì nó sẽ phản ánh cái nhân sinh quan, cái cách một người nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận các sự việc và hiện tượng. Những người mắt nhỏ và hẹp thường dễ gây cảm giác hơi gian gian, nhất là mắt hẹp dài, đúng không ạ? À, thì cái đấy là cái sai lầm của trực giác mà các bạn phải nên rất cẩn trọng. Khi nhìn cái mắt hẹp và dài, chúng ta tự nhiên nó dấy trong người mình một cảm giác nó gian gian thì phải cẩn thận với cái trực giác đó. Mà chỉ đơn giản là gì ạ? Cái mắt người hẹp và nhỏ và dài, cái nhìn của họ nó tập trung vào tính tập trung chi tiết. Ví dụ người Hàn Quốc, người Nhật Bản, người phía Bắc Trung Quốc, họ là những người rất là cẩn trọng, rất là tỉ mỉ, rất là cần cù. Cái nhìn của họ, họ không nhìn khái quát, họ không nhìn cuộc diện, họ tập trung vào chi tiết và làm tốt chi tiết, với quan niệm rằng là gì ạ? Mỗi một ngày làm đúng, mỗi một sự việc nhỏ làm đúng thì sẽ có cả một quá trình làm đúng. Được chưa? Còn những cái người mà mắt to thường là có cái nhìn khái quát. À, trong khu vực Đông Á của chúng ta, người Việt được đánh giá là người có xu hướng mắt to hơn các nhóm người khác. Được chưa? Nên là cái nhìn của chúng ta tương đối toàn cục và khái quát. Mà dân bình thường như chúng ta cũng thường là bàn chuyện bộ chính trị, đúng không ạ? Rất là toàn cục và rất là khái quát. Được chưa? Ok ạ. Đó. Cái thứ hai nó là cái độ nông và sâu.
của đôi mắt thì thường nó chỉ đơn giản là cái mức độ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ thôi. Những người mắt trố, mắt lồi thường là những người không giấu được suy nghĩ của mình, không giấu được cái cách nhìn của mình. Những người mắt lồi thường hay bị thua thiệt và hay bị thị phi bởi vì cái chuyện là buột mồm nói ra cái đánh giá của mình về vấn đề. Được chưa? Đấy là người mắt lồi. Thế còn cái người mắt sâu, họ có cái khả năng giấu kín hơn cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái đánh giá, cái phán xét của mình vào về vấn đề. Là lông mày với cái chức năng là che chở cho đôi mắt, làm cho đôi mắt được che chở. Vậy thì che chở cho cái nhìn thì chính là lập trường của một người. Được chưa? Lập trường của một người. Ở đây chúng ta không đi vào cái tư duy lối mòn, tư duy định kiến là cái lập trường kiên định là tốt nha. Được chưa? Lập trường đôi khi không nên kiên định một chút nào. Đó. Thì chúng ta có cái độ đậm nhạt của lông mày. Hôm trước chúng ta đã học rồi. Chúng ta cũng học một cái tiêu chí nữa là khoảng cách giữa hai lông mày phản ánh mức độ xung đột trong lập trường của một con người. Mức độ xung đột. Lông mày càng gần nhau thì sự xung đột càng mạnh. Được chưa? Lông mày càng cách xa nhau thì sự xung đột lập trường càng ít. Vậy quá xa nhau là gì ạ? Là người như thế nào các bạn biết không ạ? Luôn tin vào lập trường của mình. Đây là một triệu chứng của sự kiêu ngạo. Gần như không có xung đột gì cả. Anh em mình có xung đột tí nào không ạ? Chắc là có chứ ạ. Được chưa? Thế nên là các bạn lưu ý là với những cái người mà sống mũi, tí nữa chúng ta bàn sâu về sống mũi, nói về thể hiện cái tôi á. Người sống mũi mà rất cao xong lông mày nó tách hẳn nhau ra á. Nó mỗi một cái chỏm đen đen hai bên này nhá. Được chưa? Cứ cẩn thận dè chừng khi làm việc với họ, khi thuyết phục họ vấn đề gì hết. Họ một khi mà bạn đã đặt họ lên làm bốt nhá, thì các bạn cứ đương nhiên là phải nghe lời, không khuyên bảo gì được. Đây nếu mà là lãnh đạo, là một trong những cái nhóm lãnh đạo độc tài, kể cả cách thể hiện ra bên ngoài, khí chất ra bên ngoài các bạn có thể cảm thấy ôn hòa, nhưng khi vào việc một cái, nhóm đấy là nhóm cực kỳ là phát xít trong điều hành, có thể phát xít mềm hay phát xít cứng thì lúc đấy chúng ta nói sau. Được chưa? Nhưng nhất tôi đúng là như vậy. Rồi, về sống mũi. Về cái mũi thì chúng ta điểm lại một chút, cái mũi có hai ý nghĩa. Công dụng của mũi đầu tiên là gì ạ? Là thở. Đó. Và công dụng đấy nó phản ánh cái ý nghĩa của nó là cái sinh mệnh lực của con người. Cái mũi phản ánh sinh mệnh lực của con người. Đó. Và trong ví dụ này, mũi của anh có hai nét khom vào đây. Được chưa? Chúng ta có những cái bài luyện tập chuyên sâu về sinh mệnh lực của một người. Đó. Thì hôm trước chúng ta đã học, chúng ta biết rằng là gì ạ? Cái sinh mệnh lực của một người nó tập trung vào vùng sơn căn này. Vùng này đấy ạ, vùng sơn căn. Được chưa? Vùng dưới chân lông mày một chút và trên cái khuỷu sống mũi một chút, nằm ở giữa. Đó là vùng mà hơi thở lên đến đấy và đi xuống. Được chưa? Đó là vùng trên cùng của sang mũi. Đó. Và vùng sinh mệnh lực này, độ cao của nó bao nhiêu thì cái sinh mệnh lực nó mạnh bấy nhiêu. Được chưa? Và nếu nó có các dị dạng, khom vào này, thắt vào, như một cái dòng sông đang chảy bị khép hai bên vào, gãy gập từ trên xuống. Được chưa? Thì đều thể hiện những cái tai nạn, những cái chấn thương đột ngột ảnh hưởng đến sinh mệnh lực. Tai nạn ô tô, được chưa? Bạo bệnh xảy ra. Còn nếu những người mà như phụ nữ bình thường, vùng sơn căn này thấp tự nhiên và cũng lại cao lên tự nhiên ở mũi, thì đó là xu hướng thường hay gặp các bệnh mãn tính. Các bạn về quan sát, nếu những ai mà tầm ngoài 50 tuổi mà sơn căn rất thấp, sống mũi ở đoạn này, ở đoạn gác kính này rất thấp nhưng nó tự nhiên, các bạn cứ hỏi, ít nhất trên người phải trang bị khoảng 3-4 loại bệnh mãn tính ngoài 50 tuổi. Được chưa? Bệnh mãn tính ảnh hưởng đến cái sinh mệnh lực của con người. Thì đây là vùng sinh mệnh lực. Đó. Và cái mũi nó không chỉ là để cơ quan hít thở, mà về mặt vị trí của nó rất đặc biệt là nó nằm ở trung tâm khuôn mặt và gì ạ? Nó cao nhất trên khuôn mặt. Nên nó phản ánh cái tôi của con người. Và cái tôi này là cái tôi trong hành động. Được chưa? Cái tôi được định nghĩa là gì ạ? Là những đặc điểm tự nhiên và riêng biệt của con người. Người mũi càng cao bao nhiêu, được chưa? Thì cái nhu cầu thể hiện cái tự nhiên và riêng biệt của mình trong hành động càng lớn bấy nhiêu. Mọi người nhớ giúp là trong hành động, phân biệt với cái chán rô là trong suy nghĩ. Được chưa? Ok không ạ? Đó là trong hành động, phân biệt với chán rô là trong suy nghĩ. Đó. Có thể có hai cái tôi trong suy nghĩ là cái chán rô. Còn cái tôi trong hành động là cái mũi. Được chưa? Thì ở đây tôi có chi tiết hóa hơn. Đó. Cái tỷ lệ xương thịt của mũi ấy, khi mọi người quan sát ấy, nó là chính là cái xu hướng hành động. Nó bị pha trộn bởi cảm xúc hay là lý trí vào đó. Thì phần này mang tính tham khảo hơn một chút thôi.